Rồi, hello anh em nha. Hôm nay mùng 5 mình lên cho anh em giá lọc đầu năm luôn nha anh em. Lên cho anh em cái bình xăng con đít gài phao trên trái ga 18 vay xéo nha anh em. Bên này mình bán giá lọc mùng 5 là giá là 3.123.000 nha anh em. Tình trạng là bình nguyên zin cực đẹp 7 màu ha. Đây. Trái ga nè. Ken xà beng ha, không xước không lém gì hết ha. Bình thường những cái bình đẹp như vậy là bán phải trên 3.7 triệu nha anh em. Nay mùng 5 Tết, giá đầu năm nha, 3.123.000. Thích hợp cho anh em về xài vô những dòng xe dán zin 67 SS50, 68, 69, 71, 72 đó, rất là đẹp nha. Chất bình siêu đẹp 7 màu nha anh em. Rồi, giá rất là tốt nha, 3.123.000. Cần alo em nha.